Sự cố trường trung học Ôn Châu năm 1992. 44 học sinh đuối nước oan quay lại trường học. Ngày 3 tháng 4 năm 1992, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra tại trường trung học số 6 Ôn Châu. Cả lớp tổng cộng 48 học sinh cùng đi dã ngoại, nhưng có đến 44 người không may mắn qua đời. Kể từ đó, ngôi trường này luôn xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Một người bảo vệ đã tận mắt chứng kiến những chuyện không hay xảy ra, nhưng sau đó ông ấy cũng qua đời một cách kỳ lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những hiện tượng siêu nhiên này. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan, hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vụ tai nạn mang nhiều bí ẩn khác thường. Năm 2013, trên trang web của trường trung học số 6 Ôn Châu, có một bài viết được cho là người thân của những học sinh đã mất trong vụ tai nạn năm 1992, kể về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tuy nhiên, bài viết này đã bị chặn bởi ban giám hiệu nhà trường vì cho rằng đây là những lời bịa đặt. Đến nay có rất ít người biết rõ về vụ tai nạn năm đó. Nhưng nếu muốn biết, bạn có thể tìm lại một người địa phương trên đường. Họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về vụ tai nạn khiến 44 em học sinh phải ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất. Chuyện xảy ra vào năm 1992. Trường số 6 Ôn Châu có hoạt động ngoại khóa cho học sinh đi dã ngoại để giảm bớt áp lực học tập. Vào thời điểm đó, một lớp 48 học sinh lên một chuyến xe để đi cắm trại tại một quận khác ở địa phương. Sau khi trở về vào buổi chiều, lúc các bạn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ những điều thú vị đã làm ngày hôm nay, thì bất ngờ tài xế bị lạc tay lái. Chiếc xe leo qua thành cầu và rơi thẳng xuống sông Ôn Châu. Một số người dân nơi đây nhìn thấy đã ngay lập tức gọi cứu hộ, nhưng khi họ đến thì đã quá muộn. Chỉ có 4 người trong tổng số 48 học sinh và giáo viên trên xe được cứu sống. Những người còn lại chỉ còn là cái xác không hồn. Một trong những nữ sinh sống sót sau khi tỉnh lại tại hiện trường đã không ngừng hét lên rằng có ai đó ở dưới nước nắm lấy chân không cho cô bơi lên và bảo rằng mọi người đừng nên xuống sông nữa vì ở dưới đó có ma. Có vẻ như thấy mọi người chưa tin, cô tiếp tục ngồi dậy chạy đến bờ sông hét lớn với nhân viên cứu hộ rằng hãy mau lên bờ, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Khi toàn bộ hoạt động tìm kiếm cứu hộ hoàn thành, sự việc kỳ lạ mà cô nữ sinh này nói không hề xảy ra. Họ suy đoán rằng có thể là do quá sợ hãi vì suýt mất mạng nên cô ấy đã không kiểm soát được lời nói và hành động. Vụ tai nạn này đã gây chấn động lớn vào thời điểm đó. Văn phòng giáo dục trường trung học cơ sở Ôn Châu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Tất cả các hoạt động ngoại khóa đều bị hủy bỏ. 4 học sinh sống sót đã được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng vẫn còn những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa kết thúc. Vào ngày đầu tiên sau khi 4 học sinh sống sót trở lại trường học, cô nữ sinh từng la hét tại hiện trường nhớ lại hành trình trở về trường học vào lúc 3 giờ chiều. Lúc này, cô ngồi hàng ghế đầu của xe bên cạnh bác tài xế. Khi xe họ chuẩn bị đi đến hồ chứa nước, cô bỗng dưng quay sang nhìn thấy bác tài xế vẻ mặt nặng trĩu, nhưng không nghĩ nhiều vì có thể chỉ do ông ấy hơi mệt. Nhưng khi vừa lên cầu, bác tài đột nhiên vặn vẹo khuôn mặt, thấp giọng cười nói. Mọi người trên xe chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lao thẳng xuống hồ. Do đã được học kỹ năng bơi ở trường, cô gái sau khi rơi xuống nước đã bình tĩnh bơi ngược lên, nhưng cô luôn cảm giác có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ bắt đầu kéo cơ thể của mình xuống nước. Bản năng sinh tồn đã khiến cô vùng vẫy mạnh, cuối cùng thoát được và được nhân viên cứu hộ giải cứu. Để xác nhận lời nữ sinh này đã kể, một số phóng viên đã đến hiện trường và hỏi dân làng gần đó và nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Sau khi dân làng nghe họ tường thuật lại lời kể của nữ sinh thì không có vẻ gì bất ngờ, bởi hồ chứa nước này từng có sự cố tương tự xảy ra. Dòng sông là nơi hội tụ âm khí của những linh hồn đã mất ở đây. Họ đã chịu đựng cái lạnh từ lòng sông và rất muốn thoát khỏi nơi này. Vì thế, những linh hồn này bắt đầu tìm kiếm người thay thế phù hợp. Khi những học sinh rơi xuống nước, có thể đã bị linh hồn níu kéo khiến họ không thể bơi lên bờ. Hơn nữa, nữ sinh thoát nạn đã khẳng định những người kéo cô xuống đều không phải là bạn học, bởi vì lực kéo của họ cực kỳ lớn, không giống với sức kéo của mấy đứa trẻ 15-16 tuổi. Càng không bàn tới chuyện khi đó họ bị áp lực cản trở do đang ở dưới nước. Khi mọi người còn đang chưa hiểu được những bí ẩn này thì một chuyện kỳ lạ lại xảy ra khiến tất cả vô cùng hoang mang lo sợ. Những linh hồn đã mất trở về trường sau 7 ngày. Sau giờ học vào ngày thứ 7 xảy ra tai nạn thương tâm này, người bảo vệ đang đi tuần tra trên lớp thứ 3 thì phát hiện một lớp học vẫn còn sáng đèn. Điều này khiến ông rất phân vân, bởi mỗi đêm ông đều sẽ tắt hết công tắc điện của tòa nhà giảng dạy. Một căn phòng không có điện thì lấy đâu ra ánh sáng. Ông thử cầm đèn pin lên kiểm tra thì phát hiện đây là lớp học vừa mới xảy ra tai nạn. Thử nhìn qua cửa sổ
ông đều thấy những gương mặt thân quen đã mất đang ngồi học nghiêm túc. Nhưng ai nấy từ đầu đến chân đều bị ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Vị giáo viên trên bục giảng trước mặt cũng là người rơi xuống nước cùng những học sinh. Tất cả họ đều trở lại học tại ngôi trường này trong 7 đêm đầu tiên. Khi nhớ rằng đây là đêm thứ 7, theo truyền thuyết, đây sẽ là ngày linh hồn người mất được quay trở lại. Ông cảm thấy ớn lạnh sống lưng và ngã quỵ trên mặt đất. Khi nghe âm thanh từ cú ngã, những học sinh đột nhiên quay ra nhìn ông và nở nụ cười quỷ dị. Sau đó từng người đứng lên như muốn đi về phía ông ấy. Ông lấy hết sức đứng dậy, chạy vội về phòng gác, cả đêm không dám nhắm mắt vì sợ họ tìm đến. Sáng hôm sau, người bảo vệ này vội vàng thông báo cho ban giám hiệu, nhưng nhà trường cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, còn phê bình ông ấy mê tín dị đoan và đề xuất thêm một nhân sự bảo vệ vào ca đêm. Đến vào rạng sáng hôm sau, có người phát hiện ông bảo vệ đã treo cổ trên một cột bóng rổ, biểu cảm gương mặt méo mó vặn vẹo. Hơn nữa, sân bóng rổ nằm tách biệt hoàn toàn với khu lớp học, lại được khóa bằng một tấm cửa sắt kiên cố. Người cầm chìa khóa là giáo viên thể dục, ông bảo vệ không có cách nào để mở cửa vào được. Nhưng đây được xác định không phải là một vụ tự tử, vì khi cảnh sát tới hiện trường điều tra thì không phát hiện thấy có dấu vết nào chứng tỏ ông ấy đã trèo cổng vào sân hết. Hiệu trưởng nhà trường đã sai người mở cửa lớp thứ 3 thì phát hiện bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn. Mỗi chỗ ngồi, dưới sàn còn có một vũng nước lớn, cảnh tượng chính xác như những gì người bảo vệ mô tả. Mọi người sợ hãi đến mức vội vã rời khỏi lớp học. Học sinh trong trường đều truyền tai nhau rằng ông ấy bị những linh hồn kia sát hại. Vụ án này cuối cùng bị bỏ ngỏ. Một số học sinh khi tham dự tiết tự học buổi tối về còn phát hiện lớp học đó vẫn sáng đèn. Chẳng bao lâu, một đồn 10, 10 đồn trăm, tin này đã lan ra khắp nơi. Nhà trường đã quyết định hủy bỏ tiết tự học buổi tối cho học sinh về nhà sớm. Sự kiện chỉ tạm lắng khi nhà trường quyết định đổi tên thành trường thực nghiệm Ôn Châu. Sự kiện lớp học ma trường trung học cơ sở Ôn Châu từng gây chấn động cả nước. Tâm linh cuộc sống một lần nữa muốn nói với mọi người. Đối với những hiện tượng siêu nhiên, có thể có người nghĩ là bịa, là truyền tải vấn đề tâm linh một cách mù quáng. Nhưng chúng ta phải công nhận, có quá nhiều sự kiện diễn ra không hề giống khoa học mà chúng ta từng biết. Đối với những chia sẻ của chúng tôi, mong rằng những điều này mang lại tâm lý tích cực cho bạn, vui vui vẻ vẻ đón nhận chúng. Bạn nghĩ gì về sự kiện tại ngôi trường này? Hãy để lại bình luận của mình dưới video nhé. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.